Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chánh Hòa Thượng Hiệu Trưởng Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni trong Ban Giám Hiệu. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni trong Ban Quảng Chung. Kính thưa Chư Huynh Đệ Tăng Ni Sinh trong cấp khóa 10 thân mến. Kỷ niệm nào không mang nhiều tiếc nuối, chia ly nào không lưu luyến bạn ơi, gửi kỷ niệm vào từng trang lưu bút, để mai đây ta nhớ mãi không quên. Tình thầy trò bấy lâu nay, xin khép lại với bao tình pháp lữ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mọi thứ cứ vận hành theo quy luật của tự nhiên. Sự vận động của vạn vật xung quanh ta càng làm cho cuộc sống thêm đa màu đa sắc, lại càng khiến cho chúng ta suy nghĩ về ngày mai hơn, suy nghĩ về tương lai, về những bài học mà chúng ta nhận được trong quá trình tu tập của bản thân. Có những ngày thời gian cứ lặng lẽ trôi, lặng lẽ đến rồi lặng lẽ đi, rồi một ngày nọ bất chợt nhận ra rằng thời gian 3 năm học trung cấp đã không còn nhiều, đồng nghĩa thời gian chia tay của tất cả tăng ni sinh trung cấp khóa 10 Phật học Đại Tổng Lâm cũng đã cận kề. Vậy là sau ngần ấy thời gian, 3 năm tu học trên giảng đường trung cấp Phật học Đại Tổng Lâm này đối với chúng ta không phải là dài, cũng không hẳn là ngắn, nhưng đủ làm cho tình huynh đệ chúng ta gắn kết bên nhau và hiểu nhau hơn. Trao đổi với nhau những kinh nghiệm tu học và lưu lại trong lòng những khoảnh khắc khó phai dưới mái trường thân thương này. 3 năm qua, chúng ta đã cùng nhau tu học, cùng nhau chấp tác với đầy ắp những kỷ niệm vui buồn. Giờ đây, chẳng còn bao lâu nữa, mái trường lớp học chuẩn bị khép lại, để trong lòng chúng ta một chút băn khoăn, bồi hồi xúc động, và không sao tránh khỏi những giây phút hồi niệm. Hồi niệm lại những tháng ngày cống hiến miệt mài không biết mệt mỏi của ban giáo thọ, với biết bao tâm huyết để soạn ra từng trang giáo án. Hồi niệm lại những tháng ngày che chở, bao bọc không ngại khó khăn của ban giám hiệu, ban quản chúng, với những lời dạy bảo nên người từ những bài học uyên thâm, những lời giáo huấn quý giá đó đưa đường dẫn lối cho chúng ta đi vào kho tàng Phật Pháp, và những kinh nghiệm quý báu từ quý ngài mà qua đó còn là những hành trang tư lương cho chúng ta được vững bước trên lộ trình tu học mai sau. Rồi mai đây bạn bè mọi người chia xa một hướng, thì những tháng ngày đã qua chỉ còn lại là những kỷ niệm, sự tiếc nuối với biết bao nhiêu hạnh phúc tươi đẹp. Và là sao có thể quên được những người bạn thân thiết của mình, những người cùng chí hướng, cùng tu học với mấy trường này, và giờ sắp phải nói lời chia xa. Có những lúc huynh đệ chúng ta bắt đồng về tư tưởng, hay có những lúc áp lực về thi cử, còn nhiều chứng duyên khác. Nhưng rồi, chúng ta đã cố gắng nỗ lực vượt qua tất cả để có được như ngày hôm nay. Tuy có khác nhau về vùng miền giọng nói và lối sống, cũng như những lần vụng về trong cách cư xử, nhưng nhờ ứng dụng pháp tu lục hòa mà chúng ta đã hóa giải được những bất đồng về tư tưởng và cùng nhau vượt qua những khó khăn để đi đến trọn vẹn con đường này.
chỉ còn chút ít khoảng khắc nữa thôi, chúng ta phải chia tay nhau để trở về lại chốn xứ của mình. Xa mái trường, mến yêu này, mỗi người mang trên vai những hoài bão, những ước mơ, những dự tính riêng. Ôi, dù có mong muốn trong lòng thì cũng thế không thể nào níu kéo lại thời gian. Giờ đây tất cả chỉ là khoảng lặng để nhìn lại, hoài niệm những gì đẹp nhất còn lưu dấu 3 năm học. Trước khi rời xa mái trường trung cấp Phật học Đại Tổng Lâm, để lưu lại những dấu ấn mãi mãi không phai, để ghi nhớ những kỷ niệm đẹp, những tháng ngày cùng nhau tu học, tập thể lớp trung cấp khóa 10 chúng con có lưu lại những hình ảnh, những bức chân dung của chư Tôn Đức trong ban giám hiệu nhà trường cũng như ban giáo thọ, những hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc, những kỷ niệm đẹp, những lời giáo huấn của giáo thọ sư cũng như các sinh hoạt sôi nổi của lớp, những tâm tư, những tình cảm chia sẻ của mỗi tăng ni sinh trước lúc rời xa mái trường. Tất cả những khoảnh khắc, những kỷ niệm trong suốt 3 năm tu học đó, chúng con xin gói gọn lại trong tâm thức của mình. Và chúng con có từng nghe rằng ăn giáo thọ vô biên khó tả, hơn biển non, hơn cả hư không, lấy chi sánh ví cho đồng, lấy chi đền đáp công ơn của người. Thật vậy, ân giáo dưỡng của Hòa Thượng Hiệu Trưởng cùng ban giám hiệu, ban quần chúng nhà trường và ban giáo thọ thật sự khó có thể dùng ngôn từ nào để diễn tả cho tận. Tình thương của quý Ngài ví như thể cây tùng, cây bách đứng giữa nắng mưa che chở cho chúng con vững tâm tu học, tận tỷ ôm vào tàn thức của chúng con những hạt giống trí tuệ Phật và từng bước đặt nền móng vững chắc cho chúng con trên bước đường tu học Phật Pháp. Giờ đây, Ngài kết thúc khóa học cũng đã đến. Trong giây phút này, đối trước quý Ngài cho phép chúng con tập thể tăng ni sinh lớp trung cấp Phật học khóa 10 được gửi lời tri ân chân thành nhất đến Hòa Thượng Hiệu Trưởng cùng chư Tôn Đức tăng ni trong ban giám hiệu, ban quản chung cùng ban giáo thọ. Chúng con xin kính chúc quý Ngài sức khỏe, bình an, Phật sự viên thành, các tường như ý, và mãi là bóng cây cao cả che mát cho hạt hậu học mai sau. Một thời tu học tuổi đôi mươi, hành đường trị nhật thêm tinh tấn, chấp tác công phu bớt biến lười, huynh đệ cảm thông thêm hỷ lạc, thầy trò chia sẻ lòng vui cười. 3 năm một thoáng giờ xa cách, lớp trường mai sau mãi nhớ người. Và cuối cùng cũng xin kính chúc chư huynh đệ tăng ni sinh trung cấp khóa 10 có thật nhiều sức khỏe và luôn vững bền tâm trí trên bước đường tu học mai sau. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.